nay ngoại tôi dẫn đi đường mới nữa. Xin chào quý khán giả. Đây, cụ khỏe đã đi chợ về rồi. Hôm nay mình được gặp cụ. Hi, si. Mệt không? Mệt không? Mệt không? Không mệt hả? Mừng quá. Mừng quá, hết mệt. Dạ. Nhà mình không phá luôn ha. Rồi, cô tới nhà rồi quý vị ơi. Khóa xe kỹ nha. Trời đất ơi. Anh xe xà thạch xanh thì ít mà Lý Thông thì nhiều. Không có ai đâu. Con có mất bà đền con chứ không ai đền. Đây quý vị ơi, mình sẽ mời quý vị khán giả đồng hành nha. Đi theo cụ khỏe vào nhà. Như vậy. Rồi ở nhà mà gì hai ba con khóa dưới ngoài. Biết sao không? Cái cánh cửa nó hư mà hãy mình khóa một khóa nó chinh. Trời ơi, đây. Nên phải tính là tiền nhiều khóa nhiều mà không phải. Cánh cửa nó chinh. Con chịu khóa không? Trời ơi, có thêm tay nữa hả? Đi chêm tay chứ sợ nó sốc thì nó rớt. Chìa nào của chiếc tách hả? Chìa nào chìa khóa này là xe này. Cái gì? Xe này. Ừ. Có chìa khóa không? Không. Thôi được rồi. Không có lộn, mà cái tay nó yếu rồi nó vậy. Được không? Đây con mở cho. Cái ổng khóa nhỏ nhất á. Điên trọ mà được rồi nè, con điên trọ chắc được á. Cái tay nó yếu nó mở mận gì nó lâu lắm chị. Rồi hai chìa khóa này để đâu? Để cái vô. Rồi có lấy vỏ ra không? Lấy vỏ ra. Trời, ai đóng cho hai cái khoen này dữ dằn vậy ha? À, anh ba với kia. Trời ơi, mà cột lại bằng cái cọng kẽm cũng hết hồn nữa. Y như ông già rụng răng vậy. Anh đóng giùm rồi tôi cột. Mà tôi cột thì ổng chặt rồi. Dạ. Yeah. Đây. Để nhắc 2 giây xuống rồi. Dạ được rồi. Rồi bà giờ bà có thay đồ con nghĩ mệt gì nghỉ đi. Thôi không thay cái này. Không thay hả? Thay đi mà. Năn nỉ á. Thay vẫn đồ cũ. Thì không xuống thấy cũng mặc đồ cũ mà. Dạ hôm nay em được em Ngọc Tiền và em Ngọc Hạnh á quý vị. À, em Ngọc Tiền ở bên Đài Loan á, nãy em nói Facebook á, rồi có gửi với cụ mấy bộ đồ đẹp quá. Dạ, đây là của em Tiền nha, em Tiền gửi mua ba bộ đồ với hộp sữa canxi cho cụ. Đây, nãy con đi ra con mua nước giặt, nước giặt này nè, đó, trời ơi nó tặng được bộ chén nữa ngoại. Nước giặt này tặng được bộ chén đẹp ghê luôn với một chai sữa tắm. Đó, em nói đồ mua dép nữa. Rồi mua khăn nữa, nhưng mà con nói thôi chắc từ từ đi. Để nữa thiếu coi bà thiếu cái gì thì con về vô mặc đồ mới hen. Dạ, ngoài thử hay vừa không? Không vừa được. Không sao. Nào đồ bộ cái màu cũng được. Tôi giờ ăn không mặn không lạc không đồ gì, đồ nào tôi cũng mặc. Mà phần nhiều là đồ của người ta cho ạ. Dạ. Ai đốt vậy? Thôi quá vậy ta, đốt mũ vậy. Đẹp quá anh cô Út. Dạ, trời ơi, đẹp quá trời luôn. Vừa không bà? Vừa tiếng á nè. Trời ơi, còn mấy cái nút này sao? Cái tay yếu quá, dài lâu quá. Trời ơi, cái tay này á, trời ơi. Cái tay này nó tê. Nó tê hả? Ủa sao bị gãy hay gì vậy? Nó gãy. Trời ơi, cái tay này sao bị gãy vậy? À, quét ra ấy trên nhà trên á, trời cái ghế á, nó gãy cái chân, cái tẻ gãy, cái nằm trên cái ghế. Rồi vậy lội có đi băng bột không mà sao lội cục mày vậy? Băng bột mà bị thế nữa, cái ghế này nó dập nát rồi. Dạ, trời ơi, có đâu hai cái túi luôn nè, đâu có hai cái túi. Cái hai túi này đẹp lắm. Ở nhà bà nãy vô thấy làm gì phá hai ba cái ổ phá dữ vậy đây nữa? Tại vì lúc trước á, có một người trèo vô lấy tiền, thì cũng có mấy ông công an xuống điều tra, có xa phải mấy trăm ngàn rồi lấy hết trơn à, rồi đợt sau á, nó vô cửa trước thì nó nằm ở đó. Thì chắc nó lấy được rồi, nó lấy thêm một lần nữa không? À, không phải, cái đợt trước thì con gái bắt được tại trận, còn cái người sau là cái người con trai. À. Rồi mới gặp mới chạy kêu trộm sớm chạy lại, rồi mấy người mới thôi giờ báo cho công an vậy đi tính queo à. Leo vô gạo đây luôn hả? Lúc đó là biết bà có tiền hay gì? Thì nó thấy bị ở đây người ta nhà giàu á, nhà nào cũng không trèo được á. À. Người ta tường ấy rồi cái cũng chỉ có cái nhà tôi sơ xài trèo được. Vậy nó nói tôi độc thân có tiền chứ nó không biết sự nghèo. Vậy rồi liệu mà con có gửi tiền cho bà rồi sao? Rồi tiền tôi đem tôi gửi, chứ tôi không dám để trong mình. À. Rồi gửi tới ngày làm thì làm. Nó mình cần gì thì mình qua mình mời lấy lại phải không? Dạ. Rồi mình dạng mình lấy được, tôi muốn mua cái đó nhiêu số tiền từ dạ. 500 đến 1 triệu. Dạ. Thì mình qua mình lấy lại. Dạ. 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 Thì mình cũng tin tưởng cái này kia mình mới dám gửi ha dạ. Ha hoài. Trời ơi. Ở đây cô bác đồ với những người đó thương tôi lắm, cho tôi thêm không à, không bao giờ ta làm quấy á. À, đồ này mặc dù quần vừa không? Vừa, quần vừa, áo gì cũng vừa hết. Rộng không được không á, chứ để nữa. Nó rộng lắm á, chỉ về lớn tuổi rồi mặc chật chịu không nổi. Bộ này mặc đi chợ được không? Được. Được không? Được. Này cũng sạch sẽ, này cũng có túi, đừng có kim tay nè cho ngoại để này nè. Được á. Sao không? Đi chợ mặc toàn bộ ngại lắm hồi nào giờ. À. Thôi giờ đậu lại nhà đi ha. Dạ, mấy đồ bận quần đen được, quần đen áo dạ, bà ba rồi ha. Dạ đây của bé Nguyễn Tiền với Nguyễn Hạnh ở bên Facebook á, bên Mạnh Thường Quân của bên Nguyễn Tiền á, rồi hỗ trợ cho bà. Đó. Mừng dữ lắm á, sửa được cái nhà mà hết lội hết là 2 giò hết nước ăn là mừng dữ lắm á. À, thì sớm bà dạ. Cũng có nghe bé gọi, con gọi cho bé dạ. Nói chuyện với bà. Thì con muốn trực tiếp nói chuyện với bà cho dạ. Bà hiểu rõ hơn ha dạ. Chứ con chỉ là nhịp cầu nói thôi là dạ. Em Tiền đó là với Mạnh Thường Quân bên đó nó sẽ dạ. Hỗ trợ, nếu có duyên hỗ trợ thì bây giờ hỏi cho cụ dạ. Thì nếu được á, thì em sẽ hỗ trợ cho cụ là hỏi là chắc ăn cụ được hay không dạ. Đó. Bây giờ mình tinh thần mình thì mình coi như là chật dạ. Nhưng mà với khả năng thường Quân đấy cho mình với khả năng bao nhiêu mình nhận bao nhiêu, thì tùy đồng tiền để mình làm, chứ mình biết đồng tiền ai mần cũng chất giả lắm nên mình không nên đòi hỏi dạ. Cho nhiêu cũng quý ha, nhiều cũng quý hết á, có ít làm ít, có nhiều làm nhiều dạ, nói vậy á. Mình dạng như bà mua gạch để từ từ để vậy hả? Cái đó gạch là nước ngập quá rồi tôi mới bao nhiêu đồ tôi chất lên hết đó. Giấy tờ gạo thóc gì để nó ngập nhiều quá. Được, mà nếu mà có xây lên thì bà lấy gạch đó chắc bà cũng xây bớt ha. Chừng đó rồi mấy đứa nó về nó tính, mà nước ngập nhiều chắc không cho nó làm, để gạch chẳng kê à. Vẫn kê nữa hả? Ừ. Trời ơi. Cái này cắt rồi chứ nó không á. 2 bao đây là tới đó hả? Nữa hả? Là 2 bao rồi, sáng giờ con đi mua bán được 15.000. Trời đất ơi, thôi nặng lắm đó. Bị nó mình lặt cho thiệt sạch đó. Chứ còn lặt dơ cái người ta nói gì, người ta mắc mà người ta mới không, người ta không có mua, lặt sạch vậy đó mới bán được. Cầm 1 xe 250. Mà bé rồi. Đó, bé Tiền nó hỏi là cái 2 nền nhà với bộ mấy cây cột này là bà đủ 30 triệu không? Đủ, có thể vậy là tôi sửa thêm mấy cái cột này nè, mấy cái cột này dạ yeah. Vậy bà đủ không chứ, sợ không đủ rồi bà bù đủ. Tiền rồi chứ chết luôn à. Không có bù tiền, nếu không có chồng sớm cho mà họ cũng chồng sớm thấy dạ yeah. Tại vì Nguyễn Tiền với Nguyễn Hạnh á yeah. Là cái bé hồi nãy gọi cho yeah. Bà đó hồi nãy nói là cho tặng bà cỡ 30 triệu đủ không, xây cái nâng cái nền cho bà với sửa cái cột, thì bà hỏi cháu bà có đủ không? Thôi cho giá đó là được rồi, chứ mình đừng rồi hỏi nữa. Cái giờ khả năng cho nhiêu mình nhận nhiêu, chứ mình thấy cũng mừng dữ lắm, cảm ơn nhiều rồi. Rồi sợ bà bù tiền là thiếu. Không có bù đâu. Tùy khả năng giá tiền, giờ tôi nói gì nghe, giá tiền như về mà nó vô nó mần thì hãy có dư thì trắng xi măng lên trên á. Còn nếu nằm nó đủ cái đó thì mình làm cái đó, còn nếu có dư nữa thì mình đổ cây cột, mình cặp với mấy cây cột này nè, mình nó vậy cái mình nè, đây có mấy cột này vậy hả? Ừ, cái mình đổ cái mình cặp dư tiền á. Dạ. Cái mình cặp còn không dư thì mình cũng mà nghe. Giờ mà nói chung quy là giá 100.000 trở lên là tôi không có thấu nhỏ bắn nấm thôi không à. Tôi cầm tiền là ông cầm dữ lắm. Hẳn 100.000 ai mà đưa giấy 100 là tôi kêu nó đổi nó thối á. Dạ rồi nếu mà cũng để giúp đỡ cũng. Mà nếu hồi nãy là con không xuống nè, rồi rau đó ngồi sao? Ngồi tới 12 giờ. Bữa hổm tôi cũng ngồi tới 12 giờ, ngồi tới đó bán hồi cái sách đi vòng cái này trở qua cái chỗ đó ngồi bán tới 12 giờ trưa. Rồi còn ai trống đầu bán? Còn người ta đi đâu không biết, cái trưa trưa người ta về người hai người lại chưa. 11, 12 giờ là giá đó là trung bình. Trời ơi, nãy còn cái đó cũng có 7-8 bịch đó. Rồi về 35.000, 35 đến 40.000 như đó. Mà bà mua, bà đã bán nó tới 12 giờ trưa. Trời đất ơi, về đây tới mấy giờ? Về đây rồi cái cơm khuya vậy nấu rồi đó. Về cái ăn ba học nghỉ chút cái bắt đầu đi cắt này vô làm. Trời ơi. Vậy mà có. Nhưng mà mình bỏ công làm lời ha. Dạ. À, con biết tại sao là bà điện mắt rồi, bà nấu bếp siêu phải không? Siêu sắc thuốc 470 thang thuốc mà bây giờ còn một túi trong kia túi nè, bắt đầu sắc tiếp nên mấy cái tháng bà sắc bằng điện phải không? Thật. Nên một tháng mà 70.000 tiền điện, 70 74, chứ bà đâu thấy bà xài cái gì đâu mà chỉ có cái siêu thôi đúng không? Dạ. Siêu thuốc mà nấu củi là còn chết nữa. Bị nấu củi đâu có thời gian mình canh, mình phải đi cắt ra, mình phải mặn mà sắc một siêu thuốc phải 1 tiếng mấy đồng hồ, đâu có thời gian ở nên ghim điện. Hồi ở hàng chi nó ủa làm gì bà nấu một tháng là 70.000 tiền điện, e về bà uống thuốc siêu thuốc. Dạ. Túi sắt là 470 thang rồi đó, giờ còn đó uống bịch chứ trong kia uống bịch kìa. Trời ơi bà uống quá trời đồ bẹp đồ mới luôn. Nó giờ cho ba bộ đồ này là mặc ở nhà nha. Dạ. Rồi bộ đồ mấy bộ kia đi buôn bán mắc cỡ, đồ bộ đi chợ mắc cỡ ha. Nào giờ không có bận đồ bộ đi chợ. Thôi dép bà hả, tính mua dép cho bà nữa nè, mà bé nó nói tính mua dép. Còn đôi đây nữa hả? Đôi đó là ở nhà, đôi này là đi chợ. À là đôi dép ở nhà, rồi đôi dép này dép đi chợ nè. Dép ở nhà, chuột cắn hay gì đây? Chuột cắn. Trời đất ơi nhà chuột cắn. Rồi dép là dép đi chợ ha. Dép này dép đi chợ. Rồi còn dép đi đám nữa không? Tại quanh năm suốt bán đâu có gì đám. À, đi cũng ăn dép này. Dép này hả? Dép này là đi chợ buôn bán. Rồi. Bà mang số mấy? 44. Dữ vậy? To vậy? Đâu biết. Chồng giờ vừa mua chứ đâu có biết. 44. Rồi nay bà ăn cơm gì? Ăn cơm với dừa kho à. Ủa này nấm mà. Cái đó nấm của nhỏ bán nấm á. Nó cho ông rồi. Cũng tính là tiền. Tính thấu vậy rồi để 13 rồi cái mình xào củ tiêu cái gì á. Rồi mình đem tròn chả. Cái mình bữa nào mình cũng hâm á. Chả ngày nào cũng hâm á hả? Ngày nào cũng hâm. Trời ơi. Không phải gửi tủ lạnh ta hả? Không có gửi. Con nồi này. Cái nồi đó dừa kho. Trời đất. Ăn cơm với dừa kho. Dừa bà kho lại hả? Với dừa có cục vậy? À, mấy cái tay nấm hổm của mấy cái gì cho á. Trời ơi, ăn tới nay á hả? Đó. Trời đất ơi, gượng từng lễ rồi ngoại ơi. Giờ còn 3 trái tính đặt cho dưỡng nước. Thôi được rồi, con nãy còn có mua nữa kìa, bà uống không đem gì cho bà thêm 3 trái nữa. Ừ, 3 trái đó nhiều nè. Rồi ra đổ không, con đi đổ cho này đó. Đổ, Trinh nó tiếc ngay rồi dơ luôn kệ nó, để chừng nào tôi chồng tiêu tôi mà người chơi tôi sắp. Nặng lắm. Hãy đổ thì tôi sắp. Thôi đừng Trinh. Để tôi mần mấy cái chuyện này ngày nào cũng mần. Không cho giúp cái gì luôn quý vị ơi. Trời ơi, nhà bà về nước mỗi lần nước là lên tới đây không bà? Lên tới nguyên cái cục đó. Lên đây luôn hả? Này hả? Không có cục này. Vậy là lên đây là nửa mét rồi. Hôm rồi cái giường đó đó. Rồi cái mà tôi khỏe tôi mới ra cái đường cống đó. 2 gang tay. Tôi mới ra cái đường cống đó đó, tôi mới lấy cái thao. Tôi lấy cái thao tôi mới đùa nước chứ không thôi nó ngập cái giường nữa. Trời đất. Tôi đùa nước thằng chó nó chạy á, tôi đùa nước thằng chó nó đừng ấy chứ chứ rồi cái giường đó Trinh đâu có nổi cái niệm bà chị cho vậy quá. Đã không nổi. Vậy làm lên này phải là 6 tấc. Không có làm cao cái cỡ đó làm. Không cao nước nó tràn vô rồi sao? Làm vậy là nãy cái cửa bây giờ chỉ nó làm ngang đây nè. Làm ngang đây thôi à. Nhưng bà đó là nước nó vô. Nó có vô cũng ít. Khi nào nó lớn lắm nó mới vô, còn bình thường cũng đỡ. Ngồi ghế vậy. Đây con tính tiền. Con tính tiền phần quà này của em. Ngồi ghế cái gì? Dạ được rồi. Đây là của em Ngọc Triền và Ngọc Hạnh, là 3 bộ đồ này là 201. Bà chủ nó bán bớt nha, 201. Cái sữa này là sữa canxi. Bà uống hết sữa đó đi rồi uống sữa này. Uống sữa kia chưa? Chưa. Thôi vậy uống sữa này đi, cái canxi cái này cũng được. Cái này là có 120 thôi, này là canxi. Rồi, này 190. Này 75.000. Thì $595.000 hết. Mà quý khán giả của mình Hồng Quân trong ngoài nước của kênh Gắp Tiếp Miền Tây, thì hôm nay mình đến gia đình của cụ Khỏe. Thì cụ thì nó là gần ngay chỗ sân vận động á, thì đi vô cái đường Thiết Mộc Lan á là hỏi nhà của cụ Khỏe, ai cũng biết hả cụ? Phải. Thì hôm nay mình được sự giúp đỡ của quý mạnh Hồng Quân, thì một lần nữa mình chân thành cảm ơn quý mạnh Hồng Quân ở tên Top Top. Thì đó là tên Tờ Hắn ủng hộ cho cụ là 200.000. Bé Su 2K2 ủng hộ 200.000. Liễu Nguyễn 15740 ủng hộ 500.000. Vũ Lê 7487 ủng hộ 500.000. Với Ngọc Tiền và Ngọc Hạnh ủng hộ 1 triệu. Thì 1 triệu đó là mình mua đồ hết vật dụng, đây là có 595.000. Thì mình cộng hết luôn là mình mua đồ luôn, là giờ mình còn dư lại cho cụ là 1.805.000. Thì số tiền của em mấy em tên Tích Tớp á, là nói là nghe cụ nói là bán rau rồi chuẩn bị rồi đi đám dỗ cúng mâm cơm ông già. Rồi thì bây giờ mấy em mới nói là thôi giờ gửi cho cụ đi phụ đám dỗ ha. Cái này giờ, kia giờ tôi cũng không có gặp, thì giờ tôi cũng xin là cảm ơn, tôi mừng dữ lắm. Hồi nào giờ tôi cũng không có số tiền lớn vậy, nhờ quý cô mà giúp cho tôi là tôi mừng dữ lắm, chứ tôi cũng không biết nói gì hơn. Để thôi để tôi tâm nguyện cho mấy cái cô mấy gì đó là coi như được gặp điều mà điều lành điều tốt. Thôi giờ tôi biết nói nhiều đó. Dạ, rưng nước mắt nữa, nói tới cảm động khóc nữa. Hả? Trời ơi, xúc động hay gì mà khóc? Xúc động thấy tình người, đầy đủ tình người. Dạ, nếu mà mình có đủ duyên mình gặp đến quý mạnh Hồng Quân, thì quý mạnh Hồng Quân sẽ giúp cho ngoại được nhiều sức khỏe ha. Ơi, tắm đâu nè, còn nè. Không có, nó lên, nó nổ mục mà. Dạ, thì... mình chân thành cảm ơn quý mạnh Hồng Quân trong ngoài nước đã ủng hộ cho ngoại đây được những tiền rồi này kia rồi quý vị. Ngoại nói câu là được nhiêu là ngoại hả, ngoại mua cái xe đất này 10 xe này là cũng cỡ mấy triệu bạc hả ngoại? Dạ, 2 triệu. Dạ. Thì một lần nữa mình chân thành cảm ơn quý mạnh Hồng Quân trong ngoài nước rất là nhiều đã ủng hộ cho cụ Khỏe, và mình kính chúc quý khán mạnh Hồng Quân thật nhiều sức khỏe, và trong rằm tháng 7 này cùng ngày Vu Lan Bố Hiếu Là một nữa mình chân thành cảm ơn và mình hẹn quý khán giả vào clip sau. Bây giờ quý mạnh thường quân ra tặng tiền vậy nè, giờ là dư tiền ngoại đi đám dỗ luôn rồi đó. Đúng rồi, dư tiền. Rồi mình nghỉ bán rau được không? Giờ không nghỉ, giờ mình vô mình bằng cái nhà này rồi, rồi chừng đã tính tiếp hay sao? Đã tính tiếp chứ, giờ thấy tiền rồi mình nghỉ, mình bỏ công việc rồi đôi khi rồi mình bệnh bất tử rồi tiền bạc không có nên bởi tôi xài tiền nhín, nó bấy nhiêu tôi cũng xài nhín bình thường vậy thôi, chứ không phải có tiền lại xài phung phí không có. Nói tóm lại là giúp thì mình mang ơn, dạ. Nhưng mà công việc sống mình còn tay chân này được mà khỏe mạnh thì mình vẫn làm. Dạ, đó, mình phải biết xài cái đồng tiền nó phải, nó là có ý nghĩa gì rồi phải cần kiệm chứ không phải thấy đó rồi xài đủ thứ là không có. Như thầy Thích Pháp Hòa giảng cho mình hiểu rồi phải không? Đúng rồi. Dạ, mình coi từ cái đó của thầy ra rồi dạ. Mình người giác ngộ ra dạ. Đủ thứ nhiều thứ. Đúng rồi, dạ. Dạ. Điều nào giờ tôi học nhiều dữ lắm. Dạ. Rồi học đi tới đâu tôi học tới đó. Rồi học từng đời, từng này từng kia này đủ thứ hết dạ. Mình học hết dạ. Để mình đối đối nhân xử thế. Đúng rồi. Dạ. Rồi mình làm cái gì mình cũng phải suy nghĩ kỹ lưỡng rồi mới làm. Dạ. Chứ không phải là quý mạnh thường quân thấy giúp đây mình thấy có tiền rồi mình xài phung phí. Không có cái đó. Dạ. Rồi bây giờ mình thấy giờ giúp mình được như vậy thì mình mừng, mình để dành dạ. Có nhiêu tiền mình đưa cho vật tư mình để dạ. Để cháu mình về mình hỏi làm cái đó nhiêu tiền mình dạ. Làm từ khúc mình ráp lại. Đúng rồi. Để cho mình được khang trang ha. Dạ. Như mấy cái cột như vậy là tới công chuyện rồi đúng không ngoại? Nếu mà có đủ tiền thì chắc ngoại nâng cột lên hả? Mình đổ một cây cột cái mình cặp kè nó bên vậy đó. Mình không phải nữa, mình đổ cái cây cột nhỏ là vậy cái mình cặp kè nó bên. Trời đất ơi. Mình không khui nó ra, mình khui nó ra rồi lung tung chèn. Bị mình gần cũng còn sống cũng mấy năm nữa, thấy không? Mà con thấy mọt hết trơn à. Đúng rồi. Bây giờ mình khui gan cái là sập luôn cái nhà đúng không? Đúng rồi, phải làm lại cái. Nó tốn tiền nhiều hơn nữa nên giờ mình cặp thêm má hông mình nữa. Cặp đúng rồi, mình cặp vậy cho này thôi thì mình sống cũng mấy năm nữa không phải xăm hơi nữa ha. Dạ vậy là được rồi, quý quá rồi dạ. Đúng không? Dạ rồi xin phép con về nha. Dạ. Rồi về bà vô nghỉ mệt đi nha, nghỉ mệt đi rồi tiền bạc thì gửi đi chứ dạ. Cầm nhiều quá cũng không có tốt cho mình nha, để rồi không nhớ cậu vậy. Dạ dạ rồi con về.